nhất này. Nếu mà làm cái móng ấy thì là cái móng này là nằm dưới mực nước thấp nhất là nửa mét. Đấy. Đấy là lưu ý nhá. Tất nhiên em cho sâu nữa cũng được nhưng mà khó làm, khó thi công. Tất nhiên là sâu hẳn xuống dưới thì là một phần này chắc có thể giảm được cọc đi, nhưng mà thi công chết. Thế ở... Còn nếu như mà ở đây thì bắt buộc là phải nằm dưới mặt đất tự nhiên nhé. Có phần nào nhô ra khỏi cao độ này này là dưới mặt đất tự nhiên. Nhớ cái chỗ mà cao hơn. Các em nào về sai cứ lấy bút ra sửa luôn, các bạn về của mình. Yeah.